Bây giờ nè, hồi nãy sạp mới về á, thì anh nói là sạp ơi, em đi mua cái gì á, cái sạp nói là mua bánh gì chuối, chứ đó là chuối chiên. Thương không ăn đâu. Về cho cả gia đình ăn. Không, không ăn. Ăn kê ơn giúp. Hả? Ăn kê ơn giúp. Kê ơn sao? Đòi lại nói là giống ý như là của ai, của tôi mua, tại sao bà ăn đó, phải không? Thì chị theo ổng là cái ổng có một cục theo ổng đòi, sạp ổng đòi đây, ổng trả lại luôn. Ờ. À. Chưa trả lại luôn. Kỳ giá sạp này kỳ ơi. Nãy sạp nói với anh là mua chuối chiên, mua chuối chiên về là cho cả nhà ăn mà. Cảm ơn để chúng tôi bả ăn. Tôi mua tôi ăn. À, em mua em ăn. À, đó là rồi, thầy không tác kiểm đó. Thịt heo mà hả đó. Ừ. Không ăn cái gốc cục chửi đâu, trái cục thịt heo luôn. Ừ. Mẹ bà là heo, cải cũng thắng rồi. Nhưng mà là thầy có nhậu không? Cải lưới với mùi chuối đó đó. Chuối nào? Đâu bùi chú nào? Ai? Ai Liễu nói làm lũi bùi chú ngay cái dừa này, nãy nói với tôi là té đâu? Vậy là về tới nhà xỉn quá phải không? Liễu bây giờ anh nói thiệt em coi kìa, có ông sạp này nè, có cô kìa, có nhậu không? Hả? Ê, nhìn đi coi cười hả, đặt cười cười tôi hả, giấu hả, ông nào hả, số 8 dưới kìa, có chú Kha nằm gọi mét chú Kha phải không? Gọi không có, để hồi anh nói là anh Kha ơi, sạp hôm qua đi lấy xe đạp của anh mua cho đi nhậu, vợ té giờ gì gãy chân trống rồi giờ nó nhức nằm đây nè, chết không có nhậu rồi, lật xe rồi, nó chạy xe đi chơi rồi. Bây giờ bình thường sao, cười quay à. Bình thường sao té xe hả? Bây giờ bình thường sao té xe? Xém đuổi bụi tre mà quẹo được không? Lũi bụi chuối. Dính lại hả? Ờ. Lũi vô dính vô cây mật gấu. Không ấy là bay luôn xong rồi. Ê bây giờ hỏi anh hỏi thiệt sạp nè. Bây giờ nói nè, anh không mét Kha đâu. Bây giờ hôm qua có té xe thiệt không? Té nổi chơi luôn. Mà có nhậu thiệt không? Thiệt không? Cười hả? Cười hả? Bây giờ là sao tình hình, ông ấy là gọi cho anh Kha đó. Không nhậu. Không nhậu mày tôi cười quay. Không có nhậu. Cho nó nhỏ với mày. Mà cái nhậu muốn, mà thơm muốn đất kìa. Muốn theo là cho ổng ăn là xin gì nữa. Nó sao liệu mấy cô mực đâu? Mấy cô mực tôm chiên đâu rồi? Mày nhậu nó bẻ đi. Nó chống lên nó bẻ mình khai xuống nè, mà chối nha. Chối nó nhỏ rồi. Thôi, tao có chối nó ổng kìa. Mày chối mày. Chối cho ổng xuống bằng thịt luôn. Mày chối. Chết. Mình khai xuống bằng thịt luôn. Nói gì nói đi, tao cũng nhậu à. Nhậu lên nó là thiệt đi. Dạ. Có nhậu rồi, cười nó giờ mày cười quá. Nhậu rồi, nó em có bực gì ta biết nhậu đâu hết rồi nè. Nhậu đâu Liễu? Nhậu với giống nhỏ chứ, 2 điểm chứ đó. Thường thường là đi nhậu mấy điểm? 2 điểm chứ đó, bà với bà dẹn á. Ừ, nếu mà... Ta biết đó rồi nè. Bây giờ đây chút nó xa không? 3 cái điểm. Rồi, vậy là anh chạy dưới anh hỏi. Hôm qua là sao có nhậu đây không? Chúng ta nói liền. Ta biết là nhậu 3 cái điểm chứ đó. Cười hoài nè, nằm cười. Chết, chết. Mày nói vô hỏi. Tao biết nó cười hoài léo, cười hoài kìa. Biết nó nhậu rồi, nó cười đó. Nó giấu mà mày ơi. Làm đi giặt đồ nằm chút. Nó mẹ đây, nó khai xuống mình nói luôn. Nói đó tao nhậu đâu? Nhậu rồi, cười hoài. Mấy con mực cái tao đâu? Chết mà. Mày ngon với mà, gian hồ hả? Ừ, lại dám lấy mực đi nhậu hả? Chứ nó làm vậy luôn á. Hả? Chứ tao nguyên làm vậy luôn á. Ừ. Nào, ba mũi nè. Ừ.
10 ngàn cái chị, nó gạt. Chứ 10 ngàn nhậu nó lại. Cái gì, xin em 10 ngàn hả? Ờ, nó gạt, nó nhậu. Xin em 10 ngàn làm gì, đi cắt chỉ. Ờ, nó nhậu á. Xin em 10 ngàn đi cắt chỉ, gây con mắt. Mà không cắt luôn, đi nhậu luôn. Nhậu đó bởi. Mà không xin 10 ngàn đâu, không cắt chỉ. Cho trời ơi nè. Cắt mình đủ ra, đi dưới kia cắt mày. Xạo đâu mà mệt quá mày. Ba cái hồi đâu bán ai á tại? Rớt rồi. Cái ba cái lắm hả? Bắt hết rồi. Cái là tính chuột rồi, chưa trả tiền nó nè. Trả rồi bởi. Mà sao không? Chúng ta đưa tiền tính chuột á, mà cứ là nghe một chút. Cầm. Cái xe chị chuột nè. Chị ngồi lại rồi nói tiền trước 30 ngàn. Ừ. Cầm nữa 500 mấy nè, chiều bạc, cầm 500 ngàn à. Kè bánh kìa, ăn đi, mua bánh cho cưng đó. Ừ, để chút cho bà. Hả? Ăn kìa. Ăn cái ơn. Chị theo gì ổng, ổng chết là có một cục xe, ổng còn sống á. Bình á, ổng múc cơm, ổng cho theo, ổng trả lại luôn. Kể ơn với trả lại luôn. Cười, cười. Cười, cười. Hả? Nó giả đò, mình khai xuống giả đò vậy đó. Mình khai xuống giả đò. Để hồi nói anh Kha lấy cây theo, ngồi đi xuống đem cái cây theo quánh vô đít sập mới được. Giá đò đấy. Anh Kha nói nghe, em hỏi anh Kha ta đi lắm. Giá đò vậy nè, mà nó giá đò. Ừ. Giá đò đó. Nhậu luôn thì chuyện dối. Nhậu á, đem chút điện ổng tổng tốt à. Thịt luôn. Thịt luôn trong nhậu. Ta cứ nước ổng nè. Nó là đúng nè, nó thắng nè. À, thế sẽ trời ơi, gãi gãi cho cứu tay luôn. Khu mực đâu? Khu mực đâu? Khu mực đâu? Cho rồi. Nhậu nó mẹ nè. Ta đi nhậu nhậu luôn nè. Nó không chở vô ba dạng cho bác. Ta như cái dài trời. Ta biết nhậu với ông ba dạng cho bác. Về rồi làm miếng dạng đồ năm chút thôi vậy. Cái đứa là anh chị. Cái gì? Cái đứa là ai ai em buồn nó nhậu đâu. Ừ. Cái đứa mẹ nó không chịu hình nữa rồi đó. Mẹ nó tiếng rồi đó. Trong nhậu. Nó tiếng rồi đó. Rồi nhậu. Ừ. Cười cười qua, hỏi có nhậu không, cười cười qua. Nó nhậu rồi đó. Giá đò, cười cười. Giá đò, mua khế bán chanh nữa. Chanh nó mày, nó biến ý mày nè, nhỏ ba đứng trong kia. Điểm nào? Nhỏ ba dạng chấp không? Nhỏ. Nhỏ luôn rồi. Nhỏ ba điểm đó đó. Ừ, chuyện qua tao đọc ra. Bà coi tao nói luôn nè. À. Nhậu với con bà kia. Nhậu 3 điểm đó đó. Nhậu 3 điểm về lật xe luôn. Có nhậu đâu bà nhậu. Bà con mực có sao đâu. Bà con mực có sao đâu. Mày chai rồi. Cái giả đò bà vậy. Giả đò. Giả đò. Đò. Ta luyện cúc ổng đi. Ta luyện ổng mình, cúc giả. Mình điều tra cái giả đò. Giả đò bà. Có 3 thức mà giả đò bà. Giả đò mua khế bán chanh hả? Bán chanh đó mày. Thôi đừng đánh chống lãng. Đừng đánh chống lãng. Bây giờ hỏi thiệt. Điều không có nhậu không? Không. Không, không sao quậy do? Bé lật xe. Lật xe. Lý do sao là lật xe? Gãy thắng thay gãy. Gãy đâu mà gãy, tại té. Đó. Xe mới bị gãy, gãy thắng vậy. Tao thiệt mày nha. Tao gặp con bạc nó đi lĩnh quà, tao nói bà về gãy chồng bà nha. Đủ thằng thập gì nữa. Gặp nhậu thì không ăn hút gì hết à. Tao nói tao nhậu đâu. Mày cái hút thì tao không ăn qua hút trong trường hình kìa. Con quỷ bé chấp kìa. Còn trong trường công an cho bác. Ừ. Vậy không? Đi công an cái hút thì luôn á. Mày im mà tao ngủ cho mày. Mày quậy không? Mày đi công an cái hút thì đi vậy. Hồi nãy thằng tôi nó ra đây luôn nè. Tao mở mày đi luôn á. Tao có cái công an nè. Quậy không? Mày giả đò đi vô đi kiếm đường nhậu. Ai trúng số mấy trúng số mấy chú em. Không có mấy trúng số mới nói anh là trúng số 400 ngàn. Chạy đây trúng chạy đó. Lãnh chưa? Trúng mà lãnh chưa? Người ta có cho tiền mình không? Không biết hỏi nó nói đó. Nó mời cùng chứ. Không có tiền nhất không mà cầm chứ vậy nè. Cho thả. Thiệt hả sập? Ờ. Cho người ta trúng hả sập? Ờ, trúng 1 tỷ á. Sập. Chị gửi thiệt chứ. Thiệt hả? Ờ. Người ta có cho em không? Cho bao lộ, cho bao lộ đó. Trời ơi, người ta trúng nhiều không? Cho anh em ơi, một cầm luôn chứ ơi. Sập người ta trúng nhiều tiền không? Chết. Hả? 70. Mà nhiều tiền không? Tỷ mấy á anh chết. Rồi 3 triệu. Rồi 3 triệu á. Thôi thôi. Chúng bao nhiêu tờ em cho anh ta bao nhiêu tờ? 2 tờ, trời ơi, 1 tờ. Ừ. Cho anh mua thì chê là chúng mất làm tiền mấy luôn cho bà nghèo hết. Ừ. Ý mày nhiều tiền đủ á. Tao kêu bà không suốt giờ mà thật mềm em sao không? Tao thảo nghe hết, cái vô luôn á. Để ngày cái vô. Cảm ơn mà,
Tao té xe bay. Bị bắt tại trận rồi, nhậu. Nhậu nó đại nhậu đi. Đã. Ai bán đâu? Bán bỏ mày nấu ngoài đi. Tao nói vậy đó. Bỏ tắc về hết nhậu à. Nhậu đâu. Thôi được rồi, để cho ngủ chút đi. Ừ, nhậu mà nó cười cười quá kìa. Biết. Thôi được rồi, kệ đó, để cho ngủ chút đi. Nhức đầu rồi, cho ngủ chút đi. Bây giờ thưa các bạn thì video vũ chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Nhậu rồi xíu. Đợi xe rồi. Bắt chanh rồi.